phát kiến mới của nga thu đóng băng bộ binh địch trong hầm pháo ở ukraine ngoại trưởng ukraine tuyên bố đanh thép với mỹ thời gian không còn nhiều mỹ muốn ukraine thay đổi chiến lược tấn công sang phòng thủ phương tây thận trọng việc tài trợ tái thiết ukraine bằng tài sản đóng băng của nga Sai lầm của phương Tây khiến Nga có thêm đòn bẩy trong chiến dịch tấn công Ukraina. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay, bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo một số tờ báo Nga vừa qua đã đăng tải loạt bài viết về các công nghệ đang được Nga tích cực nghiên cứu nhằm nhanh chóng chiếm được vị trí phòng thủ của đối phương. Theo đó, các tờ báo trên đã hé lộ một số nâng cấp sắp sửa có mặt trên chiến trường tuyến đầu, mang lại một mối nguy hiểm đáng gờm đối với binh sĩ Ukraine, trong đó có thứ đóng băng bộ binh địch trong hầm pháo. Theo nghiên cứu đầu tiên được tờ Rosyaskaya Gazeta RG đăng tải qua bài viết, quân đội Nga đang thảo luận về ý tưởng tạo ra một hệ thống giải mìn chống phòng thủ chiến hào của chuyên gia Yuri Gavrilov với phần lược dịch như sau. Các lực lượng Nga ở Ukraine đang vắt óc tìm giải pháp cho câu hỏi bằng cách nào để chiếm được vị trí phòng thủ của đối phương nhanh chóng nhất và với tổn thất tối thiểu. Rõ ràng là nếu không có yểm trợ nghiêm túc của pháo binh, việc giải quyết vấn đề này có vẻ khó khăn, nhưng ngay cả với hỏa lực của pháo binh, bộ binh Nga không phải lúc nào cũng đạt được thành công. Thực tế là khi bắt đầu pháo kích vào chiến hào của phía Ukraine, binh lính đối phương đã ngay lập tức di chuyển vào các hầm chống phi pháo. Tại đó, họ đợi pháo ngớt và nhanh chóng trở lại vị trí cũ, tiếp tục chống trả quyết liệt. Biết được chiến thuật này từ kinh nghiệm của bản thân, các quân nhân Nga đã đi đến một kết luận rõ ràng, đó là cần sử dụng thứ gì đó có thể ghim đối phương trong hầm đủ lâu để các toán xung kích Nga tiếp cận chiến hào. Từ ý tưởng này, giải pháp chế tạo một hệ thống đặc biệt chống chiến hào đã ra đời và hiện đang được thảo luận tích cực trong các lực lượng Nga ở tuyến đầu. Mục đích của nó là tước đi cơ hội di chuyển tự do của bộ binh đối phương từ chiến hào đến hầm chống phi pháo những người lính đã đi đến kết luận rằng một loại bom chùm cỡ nhỏ khoảng 10 kg có thể đóng băng binh lính đối phương nếu có được kích nổ hoặc mở ra phía trên hầm chống phi pháo của đối phương. Và bên trong trái bom chùm này sẽ gồm mìn sát thương bộ binh, có thể là mìn đạp nổ hoặc mìn lá PFM1, Lepestock hoặc một loại mìn thông minh với các cảm biến. Rõ ràng là bất kỳ ai cũng không thể nhanh chóng trở lại vị trí phòng thủ trong chiến hào nếu phát hiện ra những thứ như vậy ở dưới chân hoặc xung quanh hầm chống phi pháo. Điều này sẽ giúp các toán xung kích Nga có đủ thời gian cần thiết để tiếp cận. Về nền tảng phóng, các quân nhân Nga đang đề xuất sử dụng máy bay không người lái UAV drone. Vấn đề phát sinh là các toán xung kích Nga sẽ vô hiệu hóa các loại mìn này như thế nào trong quá trình kiểm soát chiến hào. Theo những người lính, vẫn có sẵn một số giải pháp như đặt chế độ tự hủy cho các trái mìn hoặc sử dụng chất nổ để dọn sạch chiến hào. Bên cạnh đó, theo hãng thông tấn RIA, lực lượng vũ trang Nga cho biết sẽ tiêu diệt các xe bọc thép của Ukraine bằng bom lượn Ren mới, sắp được sản xuất hàng loạt. Tờ tạp chí Miss Polska của Ba Lan cũng nhận định loại vũ khí này sẽ là công cụ hữu hiệu để phá hủy các xe bọc thép của Ukraine. Tờ Miss Polska viết, đây không phải là thông tin tốt cho Ukraine bởi bom lượn Dren sẽ là vũ khí chết người đối với Kiev và giúp các máy bay ném bom của Nga như Su-34, Su-24, Su-30 càng trở nên hiện đại và hiệu quả hơn. Nó sẽ trở thành công cụ hủy diệt để phá các mục tiêu trên mặt đất, chẳng hạn như tấn công các đoàn xe bọc thép của Ukraine. Trước đó vài ngày, Tập đoàn Quốc phòng Rostec của Nga thông báo bom lượn PBK-500 Udren đã vượt qua các cuộc thử nghiệm cần thiết và sẵn sàng để đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm nay. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba vừa qua đã đưa ra tuyên bố đánh thép trước Nga rằng ngay cả khi hết vũ khí, người Ukraine sẽ chiến đấu bằng sẻng. Ông Kuleba cũng lưu ý thời gian không còn nhiều cho vấn đề tăng cường vệ trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cái giá để sửa chữa tình trạng hỗn loạn trên thế giới sẽ cao hơn rất nhiều nếu Ukraine thua cuộc. Ông dự đoán Nga sẽ thất bại nhiều hơn trong năm nay. Ông Dmitry Kuleba, Ngoại trưởng Ukraine mới đây tuyên bố đanh thép rằng thời gian không còn nhiều để Quốc hội Mỹ bỏ phiếu cho thỏa thuận tài trợ mới nhằm tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông nói việc cung cấp nhiều tiền hơn cho Ukraine có thể giúp tránh một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga, trong đó quân đội Mỹ sẽ buộc phải tham chiến trực tiếp. Ông nhấn mạnh dù cái giá của việc ủng hộ Ukraine hiện nay là bao nhiêu, thì cái giá để sửa chữa tình trạng hỗn loạn trên thế giới nếu Ukraine thua cuộc sẽ cao hơn rất nhiều. Nếu phương Tây không thể ngăn chặn Nga ở Ukraine, thì làm sao có thể ngăn chặn Nga ở những nơi khác trên thế giới? Ngay cả khi hết vũ khí, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng sẻng, bởi vì điều mà Ukraine đang bị đe dọa ở đây là sự tồn tại của quốc gia. Trước ý kiến cho rằng, một ngày nào đó Ukraine có thể phải đàm phán với Nga, ông Kuleba loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào với chính quyền Putin cho đến khi Ukraine ở thế mạnh hơn nhiều trên chiến trường. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng quân đội Nga đã rút ra bài học và hiện thích ứng tốt hơn nhiều với cuộc xung đột này. Song nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine vẫn dự đoán Nga sẽ thất bại nhiều hơn trong năm nay, đồng thời lưu ý rằng Nga sẽ phải trả giá bằng một cái giá cực kỳ cao và bác bỏ ý kiến cho rằng Nga hiện đang chiếm thế thượng phong trên chiến trường. Trong thời gian gần đây, Ukraine đã tăng cường vào một số cơ sở ở Nga theo đó, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thành phố Voronezh của Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine. Ông Vadim Kasetenin, thị trưởng Voronezh, cho biết người dân ở một tòa trung cư đã phải đi sơ tán tới ngôi trường gần đó. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 5 UAV và chặn 3 chiếc khác dạng sáng 16 tháng 1 trên vùng Voronezh, đồng thời chặn 4 UAV ở vùng Belgorod gần đó của Nga. Ngoài ra, theo trang shot của Nga, Ít nhất 15 tiếng nổ đã xuất hiện gần căn cứ không quân ở thành phố Voronezh và một số mảnh vỡ UAV đã rơi xuống tòa trung cư gần đó. Các video về cuộc tấn công bằng UAV nói trên đã xuất hiện trên mạng, ghi lại cảnh ngọn lửa bốc lên từ một tòa nhà cao tầng. Các đội cấp cứu cũng đã có mặt tại một tòa nhà khác, nơi có khói cuồn cuộn bốc ra từ cửa sổ. Voronezh là thành phố có hơn 1 triệu dân, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 250 km và có một căn cứ không quân gần đó nơi một số máy bay ném bom Sukhoi Su-34 đóng quân. Nga thường triển khai máy bay chiến đấu, ném bom trong các cuộc không kích vào Ukraine. Tờ Bloomberg dẫn nguồn tin riêng cho biết, chính quyền của ông Biden muốn Ukraine chuyển đổi chiến lược của nước này trong cuộc xung đột với Nga từ tấn công sang phòng thủ. Sự thay đổi này đến từ việc Kiev thất bại trong chiến dịch phản công mùa hè bất chấp viện trợ quân sự hàng tỷ đô la Mỹ từ NATO. Cũng theo Bloomberg, Washington tỏ ra thất vọng với kết quả này và yêu cầu Kiev phải thay đổi chiến lược. Nguồn tin của Bloomberg nói thêm, đề xuất thay đổi của Nhà Trắng nhiều khả năng sẽ được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos đang diễn ra ở Thụy Sĩ. Theo cây bút Andres Klutz của Bloomberg, lực lượng phòng thủ của Nga được huấn luyện tốt hơn và gây nhiều thiệt hại cho Ukraine bất chấp việc họ được hỗ trợ hỏa lực tối đa. Andrei Sklut phân tích, tấn công luôn khó khăn hơn phòng thủ. Đối với Ukraine, việc phát động một chiến dịch phản công như mùa hè vừa qua khó có thể tái diễn. Tuy nhiên, ngay cả khi chuyển sang chiến lược phòng thủ thì Ukraine vẫn cần Mỹ, NATO tiếp tục viện trợ máy bay không người lái, tên lửa và đạn pháo. Andrei Sklut cho rằng Ukraine có thể đạt được một kết quả lạc quan từ các đồng minh tại Davos năm nay. Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều khả năng sẽ không chấp nhận chiến lược theo đề xuất của phía Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu 106 tỷ đô la Mỹ trong ngân sách an ninh bổ sung, trong đó hơn 60 tỷ đô la Mỹ sẽ dành cho Ukraine. Tuy nhiên, yêu cầu này đã khiến Quốc hội Mỹ đi vào bế tắc khi các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội yêu cầu các chính sách nhập cư chặt chẽ hơn và tăng cường an ninh biên giới để đổi lấy việc phê duyệt viện trợ bổ sung cho Ukraine. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ngày càng có nhiều quan chức Mỹ đặt câu hỏi về tính hiệu quả của việc chỉ những khoản tiền khổng lồ để hỗ trợ Ukraine. Ông Peskov nói: "Chúng tôi thấy rằng các cuộc tranh luận nội bộ về viện trợ cho Ukraine vẫn diễn ra ở Mỹ. Ngày càng có nhiều đại diện chính trị quan tâm đến việc tiền của họ ở đâu, tiền của người nộp thuế Mỹ đã được chi tiêu như thế nào cho Ukraine. Những khoản viện trợ này có giúp đạt được kết quả nào hay không?". Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng nga, Đại tướng Sergei sugu cho biết vào cuối tháng 12 năm 2023 lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành mục tiêu chính của năm 2023 bằng cách ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine. Ông nói thêm, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 125.000 người và 16.000 đơn vị vũ khí trong cuộc phản công kéo dài 6 tháng. Các quan chức Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình của kế hoạch quân sự mà chỉ làm kéo dài thêm xung đột. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong mọi trường hợp đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos đang diễn ra ở Thụy Sĩ. Chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ukraine cần nguồn tài chính trong suốt năm 2024 và xa hơn nữa. Họ cần nguồn cung cấp vũ khí bền vững để tự vệ. Tôi tin rằng đây là nghĩa vụ chung và lâu dài của chúng ta. Chúng ta cần xây dựng niềm tin hơn bao giờ hết và châu Âu sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra trong bối cảnh khối này dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào đầu tháng 2 năm 2024 để thống nhất về việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra trung tuần tháng 12 năm ngoái ở Bỉ, khối này có kế hoạch hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải phản đối của Hungary. Theo một số nguồn thạo tin, Liên minh châu Âu đang tính đến một kế hoạch B theo đó, sẽ xây dựng một thỏa thuận liên chính phủ giữa 26 quốc gia liên minh châu Âu, không bao gồm Hungary hoặc sự bảo đảm từ các quốc gia này rằng Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra các khoản vay mới. Đặc phái viên Mỹ lạc quan thận trọng về kế hoạch chuyển hàng trăm tỷ đô la Mỹ tài sản đóng băng của Nga cho Kiev, nhưng Mỹ vẫn cần châu Âu phải vào cuộc trước. Đại diện đặc biệt của Mỹ về phục hồi kinh tế Ukraine Penny Prisker cho biết tại Davos, Thụy Sĩ rằng có hy vọng rất lớn về việc tịch thu tài sản của Nga có thể giúp tài trợ cho hoạt động tái thiết Ukraine. Nhưng Mỹ sẽ cần sự hợp tác của châu Âu để biến điều đó thành hiện thực. Theo tờ Kiev Post, nhiều quốc gia Tây Âu đã do dự trước yêu cầu của Kiev về khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị phong tỏa, vì một động thái như vậy có thể làm giảm đầu tư nước ngoài vào các quốc gia đó. Hơn nữa, như bà Prisker lưu ý, nó sẽ kéo theo vô số vấn đề pháp lý đau đầu. Bà Prisker, người từng giữ chức Bộ trưởng Thương mại Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, đã cảnh báo rằng có rất nhiều hy vọng rằng tài sản thuộc chủ quyền của Nga có thể trở thành một nguồn tài chính dễ dàng. Nhưng toàn bộ sự việc rất phức tạp và điều đầu tiên bạn biết là có rất nhiều luật sư cần tham gia. Bà Prisker cũng lưu ý rằng các bộ trưởng G7 đang nghiên cứu tính khả thi của sáng kiến như vậy. Quan chức này cũng nói rằng chính phủ Mỹ sẽ không hành động một mình và phải đưa ra quyết định tập thể. Bà Prisker cũng tìm cách trấn an người Ukraine rằng Washington sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho Kiev, bất chấp tâm lý không chắc chắn về sự giúp đỡ của Mỹ và châu Âu. Bà nói, tôi muốn trấn an người dân Ukraine rằng người dân Mỹ và nước Mỹ luôn ở bên các bạn, mặc dù nền chính trị và nền dân chủ của chúng ta có thể rất phức tạp. Trong khi đó, người đồng cấp Pháp của bà, Pierre Helbron, chỉ ra rằng 2 phần 3 trong số tài sản đóng băng ước tính trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của Nga đang được đề cập là ở châu Âu. Ông Hebron được hãng tin AFP dẫn lời nói, trên thực tế chúng tôi hiểu rất rõ rằng ít nhiều G7 nên có quan điểm chung về vấn đề đó. Một ví dụ cho việc châu Âu đang nắm giữ nhiều tài sản đóng băng của Nga là vùng Côte d'Azur của Pháp, nổi tiếng là thỏi nam châm, thu hút tiền của giới tài phiệt Nga vào năm 2022, chính quyền Pháp đã tịch thu du thuyền của nhà tài chính người Nga Alexei Kuzmichev, người có tài sản dòng ước tính khoảng 9 tỷ đô la Mỹ. Vào tháng 11 năm ngoái, biệt thự Saint Tropez của Kuzmichev đã bị khám xét và ông chùm này bị bắt giữ vì tội trốn thuế, rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Tại Italia, vào tháng 7 năm ngoái, chính quyền đã phong tỏa khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ tài sản của các nhà tài phiệt Nga, bao gồm tài khoản ngân hàng, biệt thự, du thuyền và ô tô hạng sang. Vào tháng 12, Đức đã tiến hành tịch thu khoảng 800 triệu đô la Mỹ trong tài khoản ngân hàng Frankfurt do trung tâm lưu ký định cư quốc gia Nga nắm giữ. Tổng giá trị tài sản do các cá nhân Nga nắm giữ ở liên minh châu Âu được chốt ở mức khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, trong khi còn hơn 230 tỷ đô la Mỹ tiền của ngân hàng trung ương Nga đang nằm ở đó. Bà Prisker bản thân cũng là tỷ phú thông qua chuỗi khách sạn Hyatt của gia đình, giải thích rằng quá trình chuyển số tiền Nga bị tịch thu cho Kiev sẽ đòi hỏi cơ sở pháp lý. Công việc thực sự đang diễn ra, nỗ lực thực sự và ý định thực sự, nhưng chúng tôi còn lâu mới đi đến kết luận. Tổng thống Volodymyr Zelensky, người dự kiến có bài phát biểu tại diễn đàn Davos trong ngày 16 tháng 1 cho biết, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherst rằng số phận tài sản bị phong tỏa của Nga là một vấn đề cấp bách. Ở thời điểm hiện tại, giới chuyên gia nhận thấy các nước phương Tây tỏ ra quyết tâm vượt qua những trở ngại để cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, thì việc tịch thu tài sản Nga có thể là một liều thuốc đắng. Suốt gần hai năm qua, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra về việc phải làm gì với số tiền 300 tỷ đô la Mỹ bị đóng băng của Nga. Các nước G7 đồng ý rằng số tiền này không thể quay trở lại Nga cho đến khi Moscow đưa ra các khoản bồi thường cho Ukraine như vậy số tiền sẽ bị đóng băng cho đến khi xung đột kết thúc tương tự hầu hết các cuộc xung đột trước nay tuy nhiên phía ukraine đang yêu cầu chuyển số tiền bị đóng băng này ngay bây giờ để nước này có thể hỗ trợ nền kinh tế các chuyên gia nhận định washington dường như đứng về phía kiev nhưng thực tế là hầu như không có tài sản nào của nga được giữ trên đất mỹ trong khi đó những người ủng hộ tích cực nhất cho đề xuất tịch thu lại là các quốc gia không có nhiều tài sản của nga như anh các nước vùng baltic và các quốc gia trung Âu, Bỉ, Pháp, Đức tỏ ra thận trọng hơn, họ lo ngại về xu hướng các nhà đầu tư sẽ rút tài sản khỏi châu Âu và các biện pháp trả đũa từ Moscow. Giới chuyên gia dự đoán nhiều khả năng Mỹ cố gắng thông qua một biện pháp thỏa hiệp, chẳng hạn như đánh thuế 100% thu nhập từ khoản tiền 300 tỷ đô la Mỹ bị phong tỏa. Ngay từ đầu năm 2024, Nga đã phát động một loạt cuộc tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một loạt thành phố của Ukraine. Ông Kerr Gilles, nhà phân tích về Nga tại Viện Chính sách Chatham House, tổ chức phi chính phủ ở Anh lưu ý, chiến dịch này đã được dự đoán từ lâu, nhưng các nước phương Tây ủng hộ Ukraine dường như đang lặp lại sai lầm tương tự như của năm 2023 khi đưa ra phản ứng. Trong các cuộc tấn công của Nga vào mùa đông năm 2023 nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng, đặc biệt là mạng lưới điện của Ukraine phương Tây đã tập trung vào nỗ lực thay thế cơ sở hạ tầng để giúp Kiev duy trì hệ thống năng lượng, phục vụ cho chiếu sáng và sưởi ấm. Năm nay, trọng tâm của Mỹ và châu Âu là cung cấp các hệ thống phòng không để bảo vệ tốt hơn không phận Ukraine. Nhưng cả hai cách tiếp cận này chỉ mang tính chất phòng thủ và phản ứng, chứ không thể ngăn chặn tận gốc các cuộc tấn công của Nga. Theo nhà phân tích này, Nga hiện không gặp nhiều bất lợi khi tiếp tục tấn công các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Đó là bởi vì phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng vẫn chưa thể quyết định họ cần phải làm gì để tác động đến lựa chọn của Nga. Nói cách khác, phương Tây dường như đã chấp nhận luật chơi do Moscow đưa ra. Ông Kerry lưu ý, điều này có thể tạo ra cho Moscow một hành lang an toàn để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa mà không phải chịu quá nhiều tổn thất. Phương Tây có rất nhiều đoàn bẩy, chẳng hạn như đưa ra cam kết cung cấp nhiều hơn các hệ thống vũ khí tiên tiến như máy bay chiến đấu hoặc tên lửa tầm xa. Về mặt kinh tế, họ có thể tịch thu tài sản của Nga bị đóng băng ở nước ngoài để bù đắp cho những tổn thất mà Ukraine phải gánh chịu sau hơn 2 năm xung đột. Những cam kết này có thể mang lại lợi thế cho Ukraine, nhưng đến thời điểm hiện tại, Mỹ và châu Âu vẫn lưỡng lự do lo ngại bị kéo vào một cuộc xung đột trực diện với Moscow. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần đưa ra cam kết hỗ trợ Ukraine, song đồng thời cũng bày tỏ rõ ràng về mối lo ngại đối đầu với Nga. Tổng thống Biden muốn Kiev đảm bảo chắc chắn rằng các loại vũ khí mà nước này cung cấp sẽ không được sử dụng để chống lại Nga. Mỹ từng hy vọng các biện pháp không gây leo thang căng thẳng, chẳng hạn như biện pháp trừng phạt mạnh mẽ về kinh tế và sự thận trọng khi trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ giải quyết được cuộc đối đầu chiến lược với Nga. Nhưng cách tiếp cận này dường như không đạt hiệu quả khi kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp quốc phòng bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga vẫn có thể mua được nhiều linh kiện quan trọng cần thiết để sản xuất vũ khí bằng cách nhập khẩu qua bên thứ ba. Cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều đang gặp khó khăn trong việc cung cấp viện trợ cho Ukraine. Khoản tiền lên tới 60 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ có kế hoạch phân bổ cho Ukraine vẫn chưa được Quốc hội nước này thông qua do tranh cãi về vấn đề nhập cư. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU đang bất đồng về khoản hỗ trợ tài chính hơn 50 tỷ đô la Mỹ giúp duy trì hoạt động của Ukraine trong 4 năm tới, sau khi Hungary phủ quyết kế hoạch này vào tháng 12 năm 2023. Sự bế tắc của phương Tây khiến giữa lãnh đạo quân sự Ukraine không thể vạch ra các kế hoạch cụ thể vì không rõ họ sẽ nhận được những thiết bị quân sự nào để thực hiện. Trong khi nhiều nước thành viên NATO vẫn kiên định ủng hộ Ukraine, thì một số quốc gia khác đã phải đối mặt với những trở ngại lớn trong việc gửi thêm viện trợ quân sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuần trước cho biết Washington sẽ không tiếp tục cung cấp cho Kiev sự hỗ trợ quân sự ở mức độ hiện có, đồng thời nói thêm rằng mục tiêu cuối cùng sẽ là giúp Ukraine tự đứng trên đôi chân của mình và xây dựng nền tảng vững chắc với cơ sở công nghiệp và cơ sở quân sự riêng. Các nhà lập pháp, Đảng Cộng Hòa cũng đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền ông Biden về khoản viện trợ mới dành cho Ukraine một số người thậm chí cho rằng Ukraine nên hướng tới việc tham gia các cuộc đàm phán với Nga trong tương lai gần. Cây bút Stavros của National Interest từng ví von. Cuộc xung đột tại Ukraine giống như một trận bóng đá phải bước vào hiệp vụ. Cả hai bên đều cho thấy sự mệt mỏi và cần phải thay đổi nhân sự. Nhưng đến nay vẫn chưa bên nào đạt được bước đột phá đáng kể. Cuộc phản công thất bại của Ukraine đã mở đường cho quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn. Trong khi Kiev buộc phải từ bỏ hoạt động tấn công và tập trung nguồn lực cho hoạt động phòng thủ. Những bãi mìn dài đặc, trải dài hàng trăm km của Nga, cùng chứa ngại vật chống tăng, pháo hạng nặng, máy bay không người lái và các cuộc không kích chiến thuật đã ngăn cản quân đội Ukraine tiến lên, khiến Kiev chỉ có thể đạt được một số thành công nhỏ ở phía Nam và xung quanh Bắc Mút tại khu vực Donbass. Nhưng giới phân tích cho rằng, nỗ lực phòng thủ sâu rộng của Nga không phải lý do duy nhất khiến cuộc phản công của Ukraine không đạt được mục tiêu. Ngoài việc thiếu nhân lực và vũ khí, Ukraine được cho là thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, cũng như thời gian huấn luyện cho các đơn vị quá ít ỏi. Theo nhà phân tích này, để có thể thực hiện chiến dịch phản công tiếp theo trong năm 2024, Ukraine cần phải dành nhiều thời gian và nguồn lực hơn để huấn luyện không chỉ lực lượng bộ binh mà còn cả các chỉ huy quân sự, đồng thời tập trung vào những hoạt động vũ trang, kết hợp, kết nối các đơn vị cơ giới hóa, tác chiến điện tử và huy động sức mạnh không quân. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói và nhấn mạnh sự hỗ trợ tài chính cho Kiev nên được cung cấp ngoài ngân sách EU. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên giúp Ukraine nhưng không làm tổn hại đến ngân sách của Liên minh châu Âu EU. Theo thủ tướng Hungary, nước này sẵn sàng đảm bảo Budapest sẽ cung cấp số tiền đóng góp ngoài ngân sách EU để viện trợ cho Kiev. Ông cho rằng số tiền này sẽ được tính toán cho mỗi nước dựa trên các chỉ số kinh tế quốc gia. Thủ tướng Viktor Orbán cảnh báo Hungary sẽ buộc phải chặn quyết định tài trợ của Liên minh châu Âu cho Ukraine nếu kế hoạch của Budapest về tài trợ cho Kiev từ bên ngoài ngân sách EU bị bác bỏ. Ông Viktor Orbán nói, đây là đề xuất từ Hungary, nếu Brussels chấp nhận, người Ukraine sẽ nhận được hỗ trợ từ bên ngoài ngân sách EU, và nếu không được chấp nhận thì thật không may, chúng tôi sẽ buộc phải dừng quá trình này. Theo ông Viktor Orbán, việc cung cấp 50 tỷ euro, tương đương 54,3 tỷ đô la Mỹ cùng một lúc trong 4 năm sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế châu Âu. Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Berlin, Đức, quan chức ngoại giao Pháp và Đức cùng khẳng định, chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng chúng tôi phải hỗ trợ người Ukraine khi còn cần. Ngoại trưởng Đức Baerbock cho biết nước này sẽ đứng về phía Ukraine chừng nào còn cần thiết. Trước đó ngày 13 tháng 1, Ngoại trưởng Pháp Sejukne đã hội kiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev trong chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của ông, đồng thời cam kết Paris sẽ duy trì hỗ trợ Ukraine. Trong bài phát biểu tối cùng ngày, ông Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận về nhu cầu phòng thủ của Ukraine bao gồm việc sản xuất chung máy bay không người lái, pháo binh và tăng cường hơn nữa khả năng phòng không. Trong khi đó, tại Davos, Thụy Sĩ, các cố vấn an ninh quốc gia của 83 nước trên thế giới đã tổ chức vòng thảo luận thứ tư dựa trên đề xuất 10 điểm về hòa bình lâu dài ở Ukraine của Tổng thống Zelensky trước thềm diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF. Cuộc đàm phán do tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và Ngoại trưởng Thụy Sĩ ignazio Kassit đồng chủ trì. Theo bình luận của Luigi Lonardo, giảng viên luật EU tại Đại học Cork, Ireland trên tạp chí Quốc phòng Anh, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ chỉ ngừng chiến đấu khi giành lại được đường biên giới trước năm 2014, trong đó có Crimea. Mục tiêu này rất khó xảy ra vào năm 2024, nhưng nếu muốn có hy vọng đạt được điều đó, Ukraine sẽ cần sự giúp đỡ từ các đối tác châu Âu, những đối tác chính là EU, vốn thường thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kiev, với một số ngoại lệ đáng chú ý và Anh. Sự giúp đỡ có thể sẽ được thực hiện dưới 3 hình thức. Thứ nhất, hỗ trợ quân sự, Mặc dù Nga có quân số đông hơn, nhưng Ukraine cho đến nay vẫn có thể ngăn chặn lực lượng Nga tiến sâu hơn ở phía Nam và vùng Donbass ở phía Đông. Điều này chủ yếu là do các thiết bị quân sự phức tạp được các đối tác bán hoặc viện trợ cùng thông tin tình báo được NATO và Mỹ cung cấp. Để tránh bị áp đảo, Ukraine sẽ cần sự hỗ trợ liên tục của các đồng minh vào năm 2024 vì Kiev gần như cạn kiệt trang thiết bị. Nước này gần như hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương Tây về pháo binh, hệ thống tên lửa và đạn dược, theo báo cáo của một nghiên cứu từ Quốc hội Hoa Kỳ Thứ hai, hỗ trợ kinh tế. Vì xung đột, Ukraine đang mắc nợ tài chính khổng lồ, nhưng không giống như các quốc gia khác có cùng điều kiện, tình hình kinh tế tồi tệ của nước này khó quản lý hơn nhiều do những nỗ lực chiến tranh. Quốc hội Mỹ quyết định chặn viện trợ tài chính cho Kiev và hiện EU cũng làm điều tương tự. Tuy nhiên lý do EU quyết định không cam kết thêm tiền không phải là Mỹ chưa làm như vậy. Thay vào đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán là người đã phủ quyết việc chuyển 50 tỷ euro viện trợ của EU cho Ukraine. Thứ ba, hỗ trợ chính trị. Đây là nền tảng tư tưởng của hai hình thức hỗ trợ còn lại. Việc tác động đến dư luận cũng cần thiết. Đối với Kiev, điều quan trọng là dư luận ở châu Âu vẫn ủng hộ họ mạnh mẽ để các nhà lãnh đạo có động lực đứng về phía Ukraine. Hỗ trợ chính trị có thể đến dưới hình thức tuyên bố công khai, ví dụ sát cánh cùng Ukraine cũng như bằng cách đến thăm Kiev hoặc tiếp đón Tổng thống Zelensky. Đây là những hành động cho thấy rằng sau 2 năm xung đột, cam kết của các đối tác châu Âu đối với Ukraine vẫn mạnh mẽ, bất chấp tổn thất kinh tế, vấn đề bầu cử, chuyển sự chú ý của quốc tế sang cuộc chiến giữa Israel và Hamas cũng như sự mất đoàn kết giữa các nhà lãnh đạo châu Âu. Một quyết định mang tính biểu tượng quan trọng khác là việc EU quyết định chính thức mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Kiev. Nhưng ở giai đoạn này, nó phần lớn chỉ mang tính biểu tượng vì quá trình gia nhập thường mất gần một thập kỷ. Trong năm 2024, sẽ có 3 cuộc bầu cử có khả năng dẫn đến những thay đổi. Cuộc bầu cử Tổng thống ở Nga vào tháng 3, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 5 và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Cho đến nay, Mỹ và EU là những nước ủng hộ Ukraine có ảnh hưởng nhất, nhưng những thay đổi trong bầu cử có thể đồng nghĩa với một chính sách khác. Viện trợ quân sự có vẻ sẽ không bị ảnh hưởng ít nhất cho đến cuộc bầu cử châu Âu. Đa số các quốc gia châu Âu đều muốn ngăn chặn Nga tiến sâu hơn vào Ukraine. Điều này có thể sẽ tiếp tục ngay cả khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền và tuyên bố chấm dứt hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Hỗ trợ tài chính liên tục từ EU cũng có vẻ khả thi. Tình hình ở Mỹ bất ổn hơn, nơi mà sự ủng hộ của lưỡng đảng dành cho Ukraine tồn tại từ đầu cuộc chiến dường như đã bị lung lay. Sau gần 2 năm xung đột với Nga, cơ hội để Ukraine lật ngược tình thế dường như không còn nhiều nữa. Giới phân tích cho rằng, chiến dịch phản công của Ukraine kém hiệu quả do phương Tây chậm chạp trong việc gửi cho họ xe thiết giáp. Liệu rằng cơ hội vàng giúp Ukraine lật ngược thế cờ trước Nga đã qua đi? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi diễn biến xung đột Nga-Ukraine ngay sau đây. Trong cuộc đối đầu vũ trang với Nga, Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội vàng do phương Tây e ngại sức mạnh hạt nhân của Nga, thiếu tin tưởng vào năng lực của Ukraine và viện trợ nhỏ giọt trong giai đoạn đầu. Đến nay, khi Ukraine lâm vào khó khăn hơn, phương Tây lại càng chia rẽ và do dự. Sau gần 2 năm xung đột với Nga, cơ hội để Ukraine lật ngược tình thế dường như không còn nhiều nữa. Giới phân tích cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine kém hiệu quả do phương Tây chậm chạp trong việc gửi cho họ xe thiết giáp. Gustav Gressen, Nghiên cứu viên về chính sách tại Hội đồng Đối ngoại Châu Âu (ECFR) nói với Newsweek rằng các xe chiến đấu Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard do Đức sản xuất đáng lẽ sẽ hiệu quả hơn nữa nếu được bàn giao cho Ukraine đúng vào thời điểm Kiev đã cải thiện khả năng phối hợp các lực lượng cơ giới. Ngoài ra, theo Gressen, Ukraine còn mắc sai lầm là quá đắm đuối vào mặt trận Bakhmut (tức Astemobos) trong thời gian dài, khiến họ tổn hao nhiều quân nhân giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, phương Tây còn đánh giá thấp mức độ nhanh chóng của tác chiến điện tử Nga trong việc vô hiệu hóa đạn dược chính xác sử dụng định vị GPS. Cựu tư lệnh NATO Philip Britlov dự báo ba kịch bản cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đáng lưu ý, hai trong ba kịch bản này là chiến thắng dành cho phía Nga. Tướng Mỹ Philip Britlov nói với tờ Newsweek, Nếu chúng ta không làm gì khác với những gì chúng ta đang làm hiện nay, thì rốt cuộc Ukraine sẽ thua bởi vì Nga có đông người hơn và có chiều sâu hơn so với Ukraine. Nếu phương Tây bỏ rơi Ukraine, nước này sẽ tiếp tục chiến đấu, nhưng sẽ có thêm hàng chục ngàn người Ukraine nữa phải chết. Còn Nga sẽ đưa Ukraine vào quỹ đạo của mình. Tướng 4 sao Britlov cũng đưa ra một kịch bản tươi sáng cho Ukraine. Nếu phương Tây lựa chọn cung cấp cho Ukraine cái họ cần để chiến thắng, thì họ sẽ chiến thắng. Cuộc xung đột vũ trang này sẽ kết thúc chính xác theo cách mà giới hoạch định chính sách của phương Tây muốn và khát khao. Tuy nhiên kịch bản thứ ba này có mức khả thi rất thấp. Sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, châu Âu đoàn kết quanh Ukraine với mức độ cao hơn cả khi họ đối đầu với Liên Xô thời chiến tranh lạnh. Theo Nigel gould nghiên cứu viên cao cấp về Nga và Á-Âu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở ở London, Anh. Nhưng sự ủng hộ tổng thể của châu Âu cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine vẫn đang giảm. Một cuộc thăm dò do Ủy ban châu Âu tiến hành và công bố vào tháng 12 năm 2023 cho thấy mức độ người châu Âu ủng hộ cung cấp thêm viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine đã giảm trong khoảng từ mùa hè đến mùa thu năm 2023. Áp lực lên châu Âu càng gia tăng khi nội bộ Mỹ không còn mặn mà viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Ông Gil Davis cho biết, dù sự hậu thuẫn chính trị của châu Âu cho Ukraine vẫn vững vàng, thì các chính phủ châu Âu vẫn khó duy trì mức độ viện trợ quân sự và kinh tế mà họ từng dành cho Kiev. Vẫn theo lời ông Gil Davis, lúc này mối quan tâm thực sự không phải là liệu phương Tây, kể cả châu Âu, sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine hay không. Vấn đề là liệu phương Tây sẽ tiếp tục cam kết cung cấp viện trợ cụ thể, đặc biệt là về quân sự cho Ukraine hay không. Một số dạng nước chính trị đã bộc lộ rõ khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vào tháng 12 năm 2023 đã chặn kế hoạch của Liên minh châu Âu về việc viện trợ cho Ukraine khoảng 52 tỷ đô la Mỹ. Ông Orbán cũng như tân thủ tướng Slovakia đều kêu gọi cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Hồi tháng 9 năm 2023, thủ tướng Italy Giorgia Meloni mô tả tình trạng rất mệt mỏi ở những người ủng hộ Ukraine. Giới chức các nước Baltic, Bắc Âu và Đông Âu cho hay họ ngày càng lo ngại rằng các chia rẽ trên sẽ khiến Ukraine thất bại nhanh chóng trong cuộc đối đầu quân sự với Nga họ thậm chí lo ngại trong tình huống đó, tổng thống Putin sẽ đưa quân vào các nước khác từng là thành viên của Liên Xô trước đây. Trong cuộc họp báo tại thủ đô của Litva, tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ lo lắng, việc các đối tác không chắc chắn trong viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine sẽ chỉ làm tăng thêm sự can đảm và sức mạnh của Nga. Một báo cáo gần đây của Bộ Quốc phòng Estonia tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine phải được huấn luyện đầy đủ và cung cấp đủ đạn dược cần thiết, ít nhất là 200.000 viên đạn pháo 155mm mỗi tháng để có khả năng gây tử trận hoặc làm trọng thương ít nhất 50.000 binh lính Nga cứ mỗi 6 tháng. Các con số này đều vượt xa mức mà cả Mỹ và EU kết hợp lại cung cấp được. Ở Đức, giới chức phê chuẩn kế hoạch của Thủ tướng Olaf Scholz tăng gấp đôi mức ủng hộ dành cho Ukraine năm nay lên thành khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ Đức không gửi cho Ukraine tên lửa tầm xa Taurus, loại vũ khí có thể đánh được tới bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 hoặc đánh sâu vào các vùng lãnh thổ khác do Nga kiểm soát. Thủ tướng Đức Scholz mới đây nói rằng các đóng góp của riêng Đức sẽ không đủ để đảm bảo an ninh cho Ukraine về dài hạn. Ông Xuân thừa nhận, lượng vũ khí mà đa số các quốc gia EU lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine cho tới hiện nay là quá nhỏ, xét về mọi mặt. Theo kênh truyền hình quốc phòng Nga Zvezda TV, binh sĩ Nga điều khiển UAV phát hiện một nhóm khoảng 12 binh sĩ Ukraine tập trung tại một căn nhà gần tiền tuyến. Tọa độ mục tiêu đã được gửi tới các phương tiện vũ khí có mặt trong phạm vi. Kíp lái xe tăng T-90M nhận nhiệm vụ tấn công, Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 16 tháng 1 cho thấy cảnh xe tăng T-90M di chuyển tới khu vực khai hỏa trên nền tuyết trắng. Xe tăng bắn một phát đạn theo tọa độ mà UAV cung cấp, đánh sập căn nhà nơi có nhóm quân nhân Ukraine ẩn náu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kiếp lái xe tăng T-90M di chuyển về hậu phương để nạp nhiên liệu và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục ra tiền tuyến. Một sĩ quan chỉ huy xe tăng nói với Zvezda TV, Chúng tôi nắm rõ cách tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa. Thông thường với những mục tiêu xa như vậy, chúng tôi thường sử dụng tên lửa dẫn đường. Đòn tấn công được tính toán kỹ để đối phương bị chôn vùi trong đống đổ nát. Trước đó, theo Defense Express, trong ngày 14 tháng 1, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng hai xe chiến đấu bộ binh Bradley để vô hiệu hóa xe tăng T-90M của Nga. Cuộc đụng độ xảy ra ở làng Stepove, gần thành phố Adipka, hai xe chiến đấu Bradley do các thành viên của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 vận hành. Trong đoạn video được UAV trinh sát quay lại, hai xe chiến đấu Bradley đã áp sát xe tăng T-90M ở cự ly gần, vô hiệu hóa phần tháp pháo của chiến xa này. Xe tăng của Nga trong khi cố gắng di chuyển lại va chạm với cây cối, khiến chiếc T-90M bất động. Kiếp điều khiển xe tăng của Nga sau đó đã bỏ lại phương tiện và rút lui. Sau khi xác định mục tiêu đã mất đi năng lực tác chiến, lữ đoàn số 47 đã dùng UAV mang chất nổ để bắn cháy chiếc T-90M. T-90M ProRip đột phá là xe tăng được đưa vào biên chế của quân đội Nga từ năm 2019. Đây là loại xe tăng hiện đại nhất được Moscow sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. T-90M dài 9,53m tính cả nòng pháo, rộng 3,78m, cao 2,23m và nặng khoảng 46,5 tấn. Chiến xa này được trang bị động cơ diesel V92S2F 1.130 mã lực, tốc độ tối đa 70 km h tầm hoạt động 550 km. Theo tờ Business Insider của Mỹ, trong cuộc chiến xe tăng trên chiến trường Ukraine, cả Moscow và Kiev đều không thành công. Nhận định được báo Mỹ dỡ lời ông Riley Bailey, nhà phân tích về Nga tại Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ đưa ra khi nói về hiệu quả của lực lượng xe tăng trong xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Các cuộc tấn công bằng lực lượng xe tăng khó có thể thành công nếu không có bất ngờ cho đối thủ, ông Riley Bailey nói. Vị chuyên gia này cho biết thêm, điều kiện địa hình bằng phẳng và nhiều máy bay không người lái giám sát có nghĩa là bên phòng thủ có thể phát hiện rõ động thái của xe tăng. Đây chính là lý do khiến cả Nga và Ukraine đều không thể thực hiện thành công các cuộc tấn công bằng xe tăng vì rất khó gây bất ngờ cho nhau. Tổng thống Nga Putin nói Ukraine chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình hình hiện tại. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong diễn đàn Tổ quốc nhỏ bé sức mạnh của nước Nga ở Moscow ngày 16 tháng 1 rằng cuộc phản công được quảng cáo rầm rộ của Ukraine hiện đã hoàn toàn thất bại và chính quyền Kiev có thể sớm phải chịu một đòn không thể khắc phục được ông putin lưu ý rằng người đứng đầu nhóm đàm phán của ukraine vốn tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với nga trong những tháng đầu xung đột gần đây đã thừa nhận rằng kiev đã có lúc sẵn sàng đạt được thỏa thuận với moscow tuy nhiên sau chuyến thăm của thủ tướng anh lúc bấy giờ là boris johnson chính quyền ukraine đã bị thuyết phục nên ngừng theo đuổi thỏa thuận với nga và tiếp tục chiến đấu cũng theo ông Putin, việc Ukraine không kích lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây là động thái nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi chiến dịch phản công kém hiệu quả. Chủ nhân Điện Kremlin cảnh báo quân đội Nga đang nắm quyền chủ động tại tiền tuyến. Nếu tình hình không có gì thay đổi, Ukraine sẽ sớm đón nhận những hậu quả không thể khắc phục. Khi được hỏi về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trong thời gian tới, ông Putin nói rằng những ý tưởng mà Kiev đưa ra là những công thức mang tính cấm đoán với tiến trình hòa bình trong một bình luận gần đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ động thái nào của Anh nhằm triển khai quân đội tới Ukraine là một lời tuyên chiến chống lại Nga. Bình luận này được ông Medvedev đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev để thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine. Trước đó một ngày, ông Medvedev cho biết trên Telegram rằng những nỗ lực của Ukraine nhằm phá hủy các bệ phóng tên lửa của Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây có thể bị đáp trả bằng phản ứng hạt nhân. Theo ông Medvedev, nếu Kiev tin phương pháp tốt nhất để chống lại Nga là phá hủy các bệ phóng trên lãnh thổ nước này bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, thì điều đó có nghĩa là điều 19 trong các nguyên tắc cơ bản về chính sách răn đe hạt nhân của Nga có thể được kích hoạt. Điều 19 đề cập đến các hành động gây hấn chống lại Nga bằng vũ khí thông thường khiến sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa. Ông lưu ý rằng các cuộc tấn công vào các bệ phóng tên lửa của Nga không liên quan gì đến quyền tự vệ. Trên thực tế, nó là cơ sở rõ ràng để Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Kiev. Cũng theo ông Medvedev, sự gia tăng đáng chú ý về số lượng tình nguyện viên gia nhập quân đội Nga đã khiến Kiev bắt đầu phải điều động thêm lực lượng. Ông Medvedev nói, còn phải xem những điều này sẽ đưa họ đến đâu. Về phần mình, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc Trước đó, phát biểu hôm 9 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết một nhiệm vụ quan trọng của năm 2024 là duy trì bộ ba hạt nhân ở mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Trong những ngày gần đây, lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát các vị trí quân sự ở phía bắc làng Karinki. Do bước tiến gần đây của Nga, chiều rộng của thành trí Ukraine giảm xuống dưới 1 km. Trong hai tháng qua, quân đội Ukraine đã triển khai nhiều chiến dịch để nỗ lực giành lại quyền kiểm soát khu vực này sau những trận giao tranh dữ dội, ngôi làng đã bị hủy hoại. Trước hỏa lực dày đặc của Nga, tàn quân của lực lượng Ukraine ở bờ đông đã không còn có thể tiến hành các hoạt động quân sự và buộc phải ẩn náu trong những căn hầm ít ỏi còn lại. Bộ chỉ huy Ukraine gần đây cũng đã rút lực lượng chính và thiết bị quân sự khỏi Karinki. Các đơn vị thủy quân lục chiến tinh nhuệ của Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề và buộc phải rút khỏi làng. Các cuộc vượt sông DDP của lực lượng Ukraine đều bị hỏa lực Nga chặn đứng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích. Ở hướng Atemov, lực lượng vũ trang Nga tăng cường tấn công ở mặt trận phía tây thành phố Atemov, đặc biệt ở các khu vực gần khu định cư Vodanovka và Ivanovskoye, Karasnoye. Trong 400 giờ qua, quân đội Nga đã đạt được tiến độ đáng kể, giành quyền kiểm soát tới 300 mét lãnh thổ phía nam Chasovya. Phần phía đông của Chasovya hiện đang là vùng xám, nơi các hoạt động quân sự vẫn diễn ra tích cực. Khả năng quân đội Nga mở cuộc tấn công vào khu vực kiên cố chiến lược quan trọng này của đối phương được coi là rất có thể xảy ra. Để đối phó với điều này, các đơn vị quân đội Ukraine đang tích cực khai thác các đường tiếp cận thành phố, cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. Trong một diễn biến khác, theo thông tin của không quân Ukraine, máy bay chỉ huy trên không Inzushin Il-22 của Nga đã bị phá hủy và không thể khôi phục lại được. Đại tá Yuri Inat, phát ngôn viên không quân Ukraine hôm 16 tháng 1, đã đăng tải hình ảnh về máy bay chỉ huy trên không Inzushin Il-22 của Nga và cho biết máy bay đã bay trở lại Andapa tuy nhiên nó đã bị hư hại nghiêm trọng và không thể phục hồi lại được. Quan sát từ bức ảnh được công bố, các nhà phân tích đánh giá chiếc máy bay chưa bị phá hủy, nhưng cánh và hệ thống vận hành của máy bay có thể đã bị hư hỏng. Nhiều khả năng phần đuôi máy bay bị trúng mảnh vỡ của tên lửa phòng không. Các báo cáo cho rằng máy bay A-50 đã bị bắn rơi ngay sau khi thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Kirilipka của Zaporizhia lúc 21 giờ 10 phút. Máy bay biến mất khỏi radar và ngừng đáp ứng các yêu cầu từ hàng không chiến thuật. Trong khi đó, chiếc IL-22M đang làm nhiệm vụ ở khu vực Stikove trước khi được cho là bị bắn dọc theo bờ biển Azov. IL-22M, một sở chỉ huy trên không, đóng vai trò then chốt trong việc truyền tín hiệu vô tuyến và điều phối các hoạt động trên tiền tuyến. Máy bay thường hoạt động cùng với A-50 trong các cuộc không kích của Nga tấn công Ukraine. Theo các nguồn tin quân sự, đây là chiếc IL-22M thứ hai của Nga bị mất trong cuộc xung đột với Ukraine. Chiếc máy bay đầu tiên như vậy đã bị máy bay chiến đấu Wagner BMC bắn hạ trong cuộc bình biến vào mùa hè năm 2023. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, ông Trump vừa qua đã dự phiên tòa liên quan tới cáo buộc phỉ bán cựu nhà báo Jen Caron tại New York ngay sau khi chiến thắng họp kín ở Iowa. Phiên tòa diễn ra ngay sau khi ông Trump giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ đảng Cộng Hòa trong cuộc họp kín tại bang Iowa hôm ngày 15 tháng 1. Cựu Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện tại phiên tòa liên quan tới cáo buộc phỉ bán cựu nhà báo Jean Caro tại New York ngay sau khi chiến thắng học kín ở Iowa. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào tại tòa trong khi quan sát luật sư hai bên tranh luận. Trong phiên tòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục phủ nhận mọi cáo buộc, kháng cáo bản án của bồi thẩm đoàn và các phán quyết chống lại mình. Sean Crowley, luật sư đại diện của cựu nhà báo Jean Caro, nói với bồi thẩm đoàn rằng cựu Tổng thống Trump đã khiến cuộc sống của thân chủ trở nên khốn khổ ông ấy dùng chiếc micro lớn nhất thế giới để tấn công Caro, làm nhục và hủy hoại danh tiếng của bà. Bà Caro, 80 tuổi, cáo buộc ông Trump có hành động tấn công tình dục khi hai người gặp nhau ở một trung tâm thương mại tại New York năm 1996. Tòa án New York tháng 5 năm 2023 nói ông Trump phải bồi thường 5 triệu đô la Mỹ. Ông Trump kháng cáo và tái khẳng định câu chuyện của bà Caro là giả, được dàn dựng bởi một người điên rồ. Phía bà Caro sau đó điều chỉnh vụ kiện, yêu cầu bồi thường 10 triệu đô la Mỹ. Alina H3, luật sư đại diện ông Trump, phản bác rằng bà Caro đã đắm chìm trong ánh đèn sân khấu trong nhiều năm và đang tìm kiếm một khoản tiền trên trời rơi xuống. Ông Trump sau đó đăng bài trên mạng xã hội Truth chỉ trích bà Caro dối trá và cáo buộc thẩm phán Kaplan có thành kiến. Dự kiến phiên tòa này có thể kéo dài từ 3 đến 5 ngày và ông Trump sẽ không tham dự tất cả các phiên xét xử. Tuy nhiên, phiên tòa này có thể chỉ xem xét mức độ bồi thường của ông Trump, chứ không phải xét xử về cáo buộc tấn công tình dục hoặc lừa dối. Dự kiến ông Trump có thể sẽ phải liên tục ra hầu tòa xen kẽ các sự kiện tranh cử và bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ. Ngay sau khi rời khỏi phiên tòa, ông Trump đã đến bang New Hampshire để tham dự một sự kiện vận động tranh cử trước thềm bầu cử sơ bộ tại bang này vào tuần tới. Trong một diễn biến khác, thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nếu ông Trump tái đắc cử vào tháng 11, đó sẽ là bước lùi khiến cuộc sống ở Canada trở nên khó khăn hơn. Thủ tướng Trudeau đã có quan hệ không êm đẹp với ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của cựu tổng thống Mỹ. Năm 2018, ông Trump từng cáo buộc ông Trudeau yếu đuối và thiếu trung thực. Đảng tự do của ông Trudeau từ lâu coi chống biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu. Song, thủ tướng Canada cho biết ông Trump tỏ ra rất ít quan tâm đến vấn đề này trong nhiệm kỳ đầu. Có những vấn đề mà tôi không thể tìm ra tiếng nói chung với ông Trump. Kết quả khảo sát công bố ngày 15 tháng 1 cho thấy có khoảng 2 phần 3 người Canada nói nền dân chủ của Mỹ không thể tồn tại nếu ông Trump nắm quyền thêm 4 năm và khoảng nửa số người được hỏi cho biết Mỹ đang trên đường trở thành quốc gia chuyên quyền. Vượt qua dự kiến, cựu Tổng thống Trump đã giành thắng lợi áp đảo trong vòng bầu cử theo hình thức họp kín của Đảng Cộng hòa bang Iowa. Đây có thể cũng là chiến thắng kỷ lục trong lịch sử bầu cử của bang này khi ông Trump giành thắng lợi tại ít nhất 98 trên 99 quận và cách biệt với người thứ hai tới 30% số phiếu ủng hộ. Theo kết quả bầu cử chưa chính thức, cựu Tổng thống Trump đã giành được 51% số phiếu ủng hộ trong vòng bầu cử theo hình thức họp kín của Đảng Cộng Hòa, bang Iowa. Chiến thắng của ông Trump cũng đầy ấn tượng khi có tỷ số cách biệt tới 30% so với người về thứ hai, thống đốc bang Florida Ron DeSantis với khoảng 21% phát biểu sau khi giành chiến thắng cựu tổng thống trump cho biết ông rất vinh dự vì chiến thắng sớm chưa đầy một tiếng sau khi các cuộc họp kín chính thức bắt đầu ông trump cũng khẳng định thế giới muốn nước mỹ quay trở lại ông trump nói rằng họ chỉ muốn thấy một điều họ muốn đất nước của chúng ta quay trở lại họ xấu hổ vì những gì đang diễn ra đất nước của chúng ta bị cả thế giới cười nhạo và họ muốn đất nước chúng ta quay trở lại các bạn biết đấy họ muốn nước mỹ vĩ đại trở lại cũng trong cuộc bầu cử lần này, việc chiếm vị trí thứ hai của Ron DeSantis cũng khá bất ngờ khi trong các cuộc thăm dò dư luận trước đó, ông này thua cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tới 4% số phiếu ủng hộ. Bà Haley cán đích ở vị trí thứ ba với khoảng 19% số phiếu ủng hộ, trong khi doanh nhân Vivek Ramaswamy, 38 tuổi, ở vị trí thứ tư với khoảng 8%. Ngay sau khi có kết quả, ông Ramaswamy đã tuyên bố từ bỏ cuộc đua ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống và cho biết sẽ ủng hộ ông Trump. Chiến thắng của ông Trump tại bầu cử sơ bộ bất chấp các cáo buộc hình sự liên quan đến vụ tấn công tòa nhà quốc hội năm 2021 và nỗ lực lật ngược bầu cử năm 2020 cho thấy ông này vẫn duy trì được sự ủng hộ của các cử tri trung thành. Ngoài ra, ông Trump cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa với dự báo tiếp tục giành chiến thắng tại bang bầu cử sơ bộ tiếp theo. Ông Trump tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua trở thành gương mặt đại diện cho Đảng Cộng Hòa tham gia tranh cử Tổng thống năm nay. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tin vui ở Iowa, ông Trump lại phải đối mặt với thách thức bị loại khỏi phiếu bầu. Theo báo địa phương Kiro 7, đơn kiến nghị được 8 cử tri quận ký ký và nộp lên tòa án quận, cáo buộc cựu Tổng thống có liên quan tới vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội ở đồi Capitol Ngày 6 tháng 1 năm 2021, và âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Trong đơn kiện, nhóm đã viện dẫn tù chính án số 14 đề nghị loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại bang Washington. Về phần mình, ông Trump phủ nhận hành vi sai trái liên quan đến vụ nổi dậy của người ủng hộ ngày 6 tháng 1 năm 2021 và nói rằng những thách thức pháp lý là vô ích. Theo hãng tin AP ngày 16 tháng 1, đứng trên sân khấu bên cạnh người thân, các nhân viên trong chiến dịch tranh cử, các nghị sĩ quốc hội và người ủng hộ, ông Trump đã chúc mừng hai đối thủ là bà Nikki Haley, cựu thống đốc bang Nam Carolina và ông Rod DeSantis, thống đốc bang Florida. Ông Trump đã cảm ơn những người đã đồng hành cùng ông trong chiến dịch tranh cử ở Iowa. Nhắc tới hai cuộc chiến đang diễn ra mà nước Mỹ có liên quan, ông Trump nói, chúng ta sẽ giải quyết tình hình ở Ukraine, chúng ta sẽ giải quyết tình hình ở Israel. Ông Trump cũng đề cập tới vấn đề Iran và Trung Quốc trong bài phát biểu. Về nước Mỹ, ông Trump cho biết, chúng ta muốn có một quốc gia có luật lệ và trật tự sẽ xây dựng lại thủ đô Washington DC của chúng ta. Trước đó, cựu tổng thống Trump đã vượt qua hai đối thủ gần nhất của mình để giành được đề cử của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa vào tối ngày 15 tháng 1 theo giờ Mỹ. Các hãng truyền thông lớn của Mỹ như kênh truyền hình CNN dẫn kết quả kiểm khoảng 99% số phiếu cho thấy Ông Trump đang dẫn đầu với khoảng 51% số phiếu bầu. Theo sau là ông Ron DeSantis khoảng 21% và bà Nikki Haley khoảng 19%. Chiến thắng áp đảo của ông Trump không nằm ngoài dự đoán trước đó. Trong khi đó, ứng cử viên về thứ tư tại bang Iowa là tỷ phú Vivek Ramaswamy đã tuyên bố rời khỏi cuộc đua giành lá phiếu đề cử ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Trên mạng xã hội X, tổng thống Joe Biden viết: "Dường như ông Donald Trump đã chiến thắng tại bang Iowa." Tại thời điểm này, Ông ấy là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa. Giáo sư Julian E. Zelizer, chuyên nghiên cứu về quan hệ công chúng tại Đại học Princeton, Mỹ nói, ông Trump là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa và cuộc bỏ phiếu đầu tiên ở Iowa đã xác nhận điều này. Bang Iowa là bang tổ chức cuộc họp kín đầu tiên trong cuộc đua của Đảng Cộng Hòa để chọn ra ứng cử viên đại diện cho đảng này ra tranh cử Tổng thống. Cuộc họp kín là hình thức sinh hoạt chung, trong đó các thành viên Đảng Cộng Hòa ở Iowa sẽ đến các khu bầu cử địa phương vào buổi tối lắng nghe bài phát biểu của ứng cử viên và viết ra tên một người ưa thích. Sau đó các tình nguyện viên sẽ thu thập phiếu bầu và gửi kết quả cuối cùng đến Ủy ban Đảng Cộng hòa tại Iowa. Tại cuộc họp kín lần này, thành viên Đảng Cộng hòa có cơ hội lắng nghe và so sánh quan điểm về các vấn đề như khí hậu và kinh tế của các ứng cử viên cạnh tranh xuất đại diện Đảng ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. New Hampshire là bang thứ hai với cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 1. Tiếp đó, Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức các cuộc họp kín vào ngày 8 tháng 2 tại bang Nevada, trước khi tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina vào ngày 24 tháng 2. Về phía Đảng Dân chủ, lịch tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ đã được điều chỉnh. Theo đó, quá trình bỏ phiếu của đảng này sẽ diễn ra trước tiên ở những bang có sự đa dạng về văn hóa và dân cư, trước khi tiến hành ở bang Iowa. Ngoài ra, cuộc bỏ phiếu năm nay ở Iowa của đảng này chuyển từ hình thức họp kín sang bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc bỏ phiếu trực tuyến. Kết quả bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại bang Iowa sẽ được công bố vào tháng 3. Về phía ông DeSantis, thống đốc Florida đã tổ ra vô cùng hào hứng khi về thứ hai một cách sắt nút. Chúng tôi đã rời khỏi Iowa một vị trí tốt. Chúng tôi vẫn còn cơ hội để đảo ngược tình thế, bất chấp truyền thông đã viết cao phó cho chúng tôi từ vài tháng trước. Ông DeSantis nói. Theo nguồn tin của tờ Washington Post, đội ngũ của ông DeSantis có cảm xúc trái ngược về kết quả đạt được. Việc về đích thứ hai là một tín hiệu tích cực, nhưng mục tiêu giữ cho ông Trump giành được dưới 50% tỷ lệ ủng hộ đã không thành công. Trong khi đó, bà Hà vẫn tỏ ra lạc quan trước cuộc bầu cử ở New Hampshire và Nam Carolina, nhấn mạnh với công chúng rằng chưa nên gạch tên bà ra khỏi cuộc đua. Bà Hà cho biết, chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở New Hampshire. Hãy cứ đánh giá thấp tôi, vì điều đó luôn làm mọi chuyện thú vị hơn. Các quan chức Mỹ giấu tên am hiểu tình hình mới đây cho biết, hai đặc nhiệm xin gặp nạn ở Vịnh Aden, ngoài khơi Somali, khi tìm cách đổ bộ lên tàu hàng nghi chờ bộ phận tên lửa đạn đạo tầm trung từ Iran đến Yemen. Đây là lần đầu chi tiết về sự việc được hé lộ. Nhóm lính xin triển khai từ tàu đổ bộ viện trình USS Lewis P. Buller và dùng xuống cao tốc để áp sát tàu hàng nghi chờ vũ khí đến Yemen. Người đầu tiên trượt ngã trong lúc trèo thang lên tàu trong điều kiện biển động. Một đặc nhiệm lập tức lao xuống biển hỗ trợ khi phát hiện đồng đội bị ngã. Một quan chức cho hay, do thời tiết xấu, hai đặc nhiệm xin nhanh chóng biến mất giữa những con sóng quân đội mỹ triển khai lực lượng tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa xác định được vị trí hai đặc nhiệm mất tích các đặc nhiệm mỹ sau đó bắt thủy thủ đoàn trên tàu hàng tịch thu một số vũ khí và đánh chìm nó chiến dịch tìm kiếm cứu hộ vẫn diễn ra trên vịnh aden giới chức hải quân mỹ hy vọng hai đặc nhiệm vẫn sống sót nhận định nước biển ấm khiến họ ít có nguy cơ tử vong do hạ thân nhiệt nhấn mạnh mối lo ngại lớn nhất là sóng lớn và nguy cơ hai binh sĩ kiệt sức vì phải bám trụ dưới biển quá lâu lực lượng mỹ thường phối hợp với các quốc gia trung đông nhằm đối phó với cướp biển ở vịnh aden một số nhiệm vụ đòi hỏi binh sĩ đổ bộ lên tàu hàng để xác minh giấy tờ và bảo đảm tàu không vận chuyển hàng cấm đổ bộ lục xoát và chặn bắt phương tiện nghi vấn trên biển VBS là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất với các lực lượng đặc nhiệm hoạt động này đòi hỏi binh sĩ tiếp cận tàu mục tiêu bằng xuồng cao tốc sử dụng thang dây và thiết bị chuyên dụng để trèo lên tàu điều này càng khó khăn hơn trong điều kiện biển động và thủy thủ đoàn không hợp tác theo thông cáo được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ USNCOM đưa ra trước đó. Cơ quan này tuyên bố sẽ không công khai danh tính của hai đặc nhiệm trên vì nhiều lý do an ninh cũng như tôn trọng quyền dân tư của thân nhân những ngày này. Dựa trên số liệu được giới chức Mỹ công bố, những cuộc không kích do liên quân Mỹ Anh tiến hành cuối tuần qua nhằm vào hầu thì đã khiến lực lượng này suy giảm 20 đến 30% khả năng tấn công. Trước đó, một cuộc điều tra của Hải quân Mỹ công bố đã phát hiện ra những sai sót lớn trong quá trình huấn luyện khắc nghiệt để đào tạo thành viên của lực lượng đặc nhiệm xin tinh nhuệ. Cuộc điều tra được tiến hành sau thiệt mạng của thủy thủ Kyle trong quá trình huấn luyện vào tháng 2 năm 2022, kết quả đã phát hiện sai sót trên nhiều hệ thống dẫn đến một số học viên có nguy cơ cao bị thương nặng. Kết quả điều tra nêu rõ hàng loạt vấn đề bao gồm sự giám sát không đầy đủ của ban lãnh đạo, thiếu đánh giá rủi ro, hệ thống y tế không có sự đào tạo, tổ chức, đồng bộ và diễn tập để đảm bảo theo dõi hoặc chăm sóc y tế hiệu quả liên tục, cũng như việc sử dụng thuốc kích thích cuộc điều tra phát hiện thủy thủ một lần thiệt mạng vì căn bệnh được chẩn đoán là viêm phổi ngay sau khi hoàn thành bài kiểm tra cường độ cao được gọi là tuần lễ địa ngục trong đó các học viên bị đẩy đến giới hạn thể chất trong khi bị thiếu ngủ các học viên khác trong cùng lớp huấn luyện của thủy thủ một lần cũng phải nhập viện thủy thủ một lần và các thành viên khác trong lớp đã gặp các vấn đề liên quan đến hô hấp trong tuần lễ địa ngục và phải chăm sóc y tế tuy nhiên thông tin đó không được cung cấp cho bộ phận y tế nơi một lần được kiểm tra y tế lần cuối và bộ phận này đã quyết định cho một lần nghỉ ngơi tại doanh trại tại doanh trại, một lần được những lính khác mới nhập ngũ không được đào tạo về y tế hoặc cấp cứu theo dõi sức khỏe và một trong số họ đã gọi cho sĩ quan y tế trực ban khi tình trạng của Mullen xấu đi. Sĩ quan y tế đã đề nghị Mullen đến bệnh viện nếu cảm thấy không được khỏe. Tuy nhiên, việc đánh giá kết quả huấn luyện của toàn bộ các học viên sẽ diễn ra vào buổi sáng nên Mullen từ chối đề nghị này. Thủy thủ Mullen chỉ được điều trị y tế sau khi một sĩ quan cùng lớp đã gọi tới số điện thoại khẩn cấp 911. Xin là lực lượng đặc nhiệm có tiếng tăm nhất của Hải quân Mỹ, lực lượng này đã thực hiện một số chiến dịch nổi tiếng, trong đó có vụ tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al-Qaeda là Osama Bin Laden ở Pakistan vào tháng 5 năm 2011. Hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí bắt đầu thảo luận sớm hơn dự kiến, thỏa thuận tiếp theo về chia sẻ chi phí quốc phòng. Theo các nguồn tin ngoại giao, hai nước đồng minh này đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán về việc chia sẻ chi phí duy trì các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, USFK, ngay trong năm nay. Nếu được tiến hành, các cuộc đàm phán này sẽ diễn ra sớm gần 2 năm so với lịch trình ban đầu cho thỏa thuận các biện pháp đặc biệt SMA hiện có hiệu lực đến cuối năm 2025 theo thời hạn 6 năm. Seoul và Washington đã ký SMA giai đoạn 2020-2026 vào tháng 4 năm 2021, sau hơn một năm đàm phán căng thẳng do chính quyền Tổng thống Mỹ, khi đó là ông Donald Trump yêu cầu tăng mạnh phần đóng góp của phía Hàn Quốc Giới quan sát nhận định việc khởi động sớm các cuộc đàm phán thỏa thuận tiếp theo, dường như tính đến khả năng ông Trump trở lại nhà trắng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Một nguồn tin nhận định, ngay cả khi các cuộc đàm phán bắt đầu trong năm nay cũng không đảm bảo thỏa thuận cho SMA mới sẽ đạt được trước cuối năm. Bộ ngoại giao Hàn Quốc cho biết, chưa có quyết định cụ thể nào liên quan đến các cuộc đàm phán SMA. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Hàn Quốc Lim Su-suk cho biết, chúng tôi có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong khi chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tiếp theo một cách có hệ thống và chiến lược. Năm 1991, Seoul đã chia sẻ một phần chi phí trong khuôn khổ thỏa thuận SMA cho USFK, xây dựng các cơ sở quân sự như doanh trại, các cơ sở huấn luyện, giáo dục, hoạt động, thông tin liên lạc và các hỗ trợ hậu cần khác. Trước đó vào năm 2021, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã từng chính thức ký thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng trong thời điểm Seoul đang tìm cách đẩy nhanh quá trình phê chuẩn trong nước để giúp đảm bảo việc đóng quân ổn định của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi jong kun và đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ ở Seoul Rob Rapson tại thời điểm đó đã ký thỏa thuận, được gọi là Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt SMA có hiệu lực đến năm 2025. Theo đó, Seoul sẽ chi trả 1.183.000 tỷ won, 1,05 tỷ đô la Mỹ, tăng so với con số 1.038.000 tỷ won năm 2019 để duy trì lực lượng Mỹ, gồm 28.500 binh sĩ ở Hàn Quốc. Vào năm ngoái, Cơ quan mua sắm vũ khí của Hàn Quốc cũng đã cho biết Nước này và Mỹ đã ký kết một thỏa thuận nhằm ưu tiên cung cấp nguyên liệu và hàng hóa liên quan đến quốc phòng. Đây là một trong các động thái nhằm tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng an ninh giữa hai nước. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng DAPA và Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký thỏa thuận cung ứng an ninh SOSA cho phép hai bên yêu cầu nhau ưu tiên giao hàng cho các đơn đặt hàng hàng hóa liên quan đến quốc phòng. DAPA cho biết, Hàn Quốc sẽ nhận được các nguồn lực quốc phòng của Mỹ theo diện ưu tiên, giúp đẩy nhanh tốc độ triển khai và vận hành kịp thời các hệ thống vũ khí trong nước. Thỏa thuận này được ký trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng, trong khi Washington đang tìm cách đảm bảo chuỗi cung ứng quốc phòng trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine và tại Trung Đông chưa thấy hồi kết. Trong một diễn biến liên quan khác, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung lên án các vụ thử tên lửa vào tháng 12 năm 2023 của Triều Tiên. Tuyên bố chung nêu rõ các hành động khiêu khích của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với bán đảo Triều Tiên, khu vực và hòa bình và an ninh quốc tế trong thời điểm đó đồng thời cản trở chế độ phi hạt nhân hóa toàn cầu các vụ phóng tên lửa không thông báo trước của triều tiên cũng đe dọa sự an toàn của hàng không dân dụng và giao thông hàng hải ở khu vực theo tuyên bố chung mỹ nhật hàn các vụ thử tên lửa đạn đạo tại thời điểm đó đã vi phạm nhiều nghị quyết của hội đồng bảo an và một lần nữa cho thấy các nước cần tuân thủ hoàn toàn các nghị quyết liên quan tới triều tiên của hội đồng bảo an mỹ nhật bản và hàn quốc kêu gọi triều tiên tuân thủ các nghị quyết của hội đồng bảo an và ngừng ngay các hành động vi phạm các nghị quyết này Mỹ nhắc lại cam kết bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản với mọi năng lực, bao gồm cả hạt nhân, bản nước hoàn ngành việc kích hoạt cơ chế chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa từ Triều Tiên thời gian thực cũng như việc xây dựng kế hoạch diễn tập quân sự ba bên trong nhiều năm. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tuyên bố sát cánh cùng nhau trong việc phản đối Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo. Ba nước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế nhằm phong tỏa các hoạt động tạo nguồn thu phi pháp của Triều Tiên nhằm cung cấp tài chính trong chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của nước này. Liên quan đến tình hình xung đột giữa Israel và Hezbollah tại miền nam Liban, các nguồn tin an ninh của Liban cho biết Israel vừa thực hiện một loạt vụ bắn phá dai đặc nhất vào tổ chức Hồi giáo Hezbollah ở thung lũng Suluki. Theo hãng tin Reuters, Israel vừa thực hiện loạt cuộc không kích tấn công dữ dội nhằm vào tổ chức Hồi giáo Hezbollah ở miền nam Liban hôm 16 tháng 1, các nguồn tin an ninh của Liban nói với hãng tin Reuters rằng có ít nhất 16 cuộc không kích liên tiếp nhắm vào thung lũng Suluki, miền nam Liban. Các nguồn tin này cũng mô tả đây là vụ bắn phá dày đặc nhất nhằm vào một địa điểm kể từ khi xung đột xảy ra hồi 3 tháng trước. Phía Israel cũng đã xác nhận họ thực hiện các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào các cứ điểm và cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở thung lũng Suluki trong một khoảng thời gian ngắn. Quân đội Israel cho biết thêm Lực lượng đặc nhiệm của họ đã thực hiện một cuộc tấn công khác ở khu vực Aita Anshab, cũng ở miền nam Liban, để loại bỏ mối đe dọa. Bên cạnh đó, Israel cũng phá hủy một bệ phóng tên lửa chống tăng của Hezbollah trong khu vực trên. Lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã giao tranh với Israel ở khu vực biên giới phía nam Liban như một cách để hỗ trợ cho đồng minh Hamas của Palestine ở giải Gaza. Trong khi đó, các xe tăng của Israel xông vào khu vực phía bắc giải Gaza và gây ra một số cuộc giao tranh dữ dội nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố thực hiện những cuộc không kích vào trụ sở quân sự của Hezbollah ở Liban để đáp trả các cuộc tấn công vào miền bắc Israel khiến binh sĩ Israel bị thương. IDF cũng cho biết lực lượng này đã tiến hành pháo kích vào một số khu vực gần biên giới nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch của Hezbollah thêm nữa, một số quả đạn pháo đã được bắn từ Liban vào các khu vực ở miền Bắc Israel. IDF sau đó đã tấn công đáp trả nhằm mục tiêu vào các địa điểm phóng. Thời gian qua, IDF thực hiện loạt đợt không kích diện rộng nhằm vào các căn cứ của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban, đáp trả các cuộc tấn công liên tục của nhóm này vào biên giới. Theo IDF, các mục tiêu bao gồm khu vực phóng tên lửa, khu quân sự và cơ sở hạ à tầng khác của Hezbollah. Trong khi đó, giao tranh giữa IDF và Hamas diễn ra ác liệt cuối năm 2023. IDF giao tranh dữ dội với lực lượng Hamas ở thị trấn Jabalia, phía bắc Gaza, cũng là nơi có trại tị nạn lớn nhất khu vực. Cuộc tấn công diễn ra sau khi người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết IDF đã kiểm soát gần như hoàn toàn đối với miền bắc Gaza. IDF cũng đang tiếp tục mở rộng hoạt động ở cả miền nam Gaza. Nhà trắng cho biết tổng thống Joe Biden đã thảo luận về tình hình này với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Biden không yêu cầu Israel ngừng bắn cam kết hỗ trợ đồng minh, song bày tỏ lo ngại về số người thương vong ngày càng tăng và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Trong diễn biến có liên quan, thủ lĩnh lực lượng Hezbollah nhận định Israel không đạt được các mục tiêu sau 100 ngày triển khai chiến dịch nhằm vào giải Gaza và sẽ phải đàm phán. Kẻ thù đã đạt được những gì sau 100 ngày ngoài việc sát hại? Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, ngày 14 tháng 1 đặt câu hỏi trong bài phát biểu trên truyền hình. Kẻ thù không đạt được bất cứ chiến thắng thật sự hay những gì có vẻ ngoài tương tự thế họ không đạt được các mục tiêu đã tuyên hay từng đề cập hoặc ám chỉ. Ông Nasrallah đưa ra bài phát biểu khi tưởng niệm chỉ huy cấp cao của Hezbollah, Wissam Tawin, người thiệt mạng trong vụ tập kích của Israel nhằm vào miền Nam Liban ngày 8 tháng 1. Bài phát biểu được công bố trùng dịp chiến dịch của Israel nhằm trả đũa vụ tấn công của Hamas hồi đầu tháng 10 năm 2023, bước sang ngày thứ 100. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra, giao tranh giữa lực lượng phòng vệ Israel-IDF và Hezbollah tại khu vực biên giới israel liban diễn ra gần như mỗi ngày. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen cũng mở nhiều đợt tấn công nhằm vào tàu hàng mà họ cho là có liên hệ với Israel để bày tỏ đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza. Nếu đường hướng này tiếp tục, dù ở giải Gaza, bờ Tây, Liban, Yemen hay Iraq, chính phủ Israel sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các điều kiện của nhóm kháng chiến ở giải Gaza, từ đó chấm dứt hành vi tấn công khu vực này và tham gia đàm phán. Thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố, ông Nasrallah cũng chỉ trích các đợt không kích của Mỹ và Anh nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại Yemen để đáp trả những vụ tập kích tàu hàng. Bị lực lượng phòng vệ Israel tấn công nặng nề và tất cả những gì họ để lại là mang đến sự dày vò, tâm lý cho gia đình các con tin. Đoạn video đầu tiên được công bố hôm 14 tháng 1 chiếu cảnh ba con tin Noah Agamani, Itai Edvisky và Yossi Sarabi nói chuyện trước camera rồi kết thúc với chú thích Ngày mai, chúng tôi sẽ thông báo cho các người về số phận của họ. Đoạn video thứ hai công bố hôm ngày 15 tháng 1, Hamas tăng thêm sức ép bằng cách lập lại thông điệp rằng số phận của ba con tin sẽ sớm được tiết lộ. Đoạn video thứ ba được công bố vào cuối ngày 15 tháng 1, cho thấy thi thể của hai con tin Yoshi Sarabi, 53 tuổi, và Itai Edvisky, 38 tuổi. Kèm theo cảnh Noah Agamani, 26 tuổi, nói rằng cả hai người đàn ông đều đã bị lực lượng Israel giết chết. Không rõ liệu Agamani có nói chuyện trong tình trạng bị ép buộc hay không do video đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari đã đề cập đến các đoạn video trong cuộc họp tối ngày 15 tháng 1 và phủ nhận rằng Itai Edvisky không bị lực lượng Israel tấn công như video thứ ba tuyên bố. Ông cho biết IDF đã không tấn công tòa nhà nơi ba người bị giam giữ mà tấn công gần đó. Daniel Hagari nói, chúng tôi không tấn công ở những nơi mà chúng tôi biết có thể có con tin. Chúng tôi đã tấn công các mục tiêu gần vị trí nơi họ bị giam giữ. Chúng tôi đang điều tra sự kiện và hoàn cảnh xảy ra, xem xét các hình ảnh do Hamas phân phối kết hợp với các thông tin bổ sung mà chúng tôi có. Người phát ngôn quân đội nói thêm rằng, đại diện của IDF đã gặp gia đình của ba con tin và cập nhật cho những thông tin mới nhất mà họ có. Đồng thời cho biết thêm, IDF bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về số phận của hai trong số những người bị bắt giữ. Hamas và các nhóm khác đã bắt khoảng 240 con tin vào Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2013, hơn 100 con tin Israel và nước ngoài đã được trả tự do trong lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11, trong đó những người Palestine bị giam trong các nhà tù của Israel được thả để đổi lấy người Israel. Israel tin rằng 132 con tin vẫn còn ở Gaza, trong đó có khoảng 107 người được cho là vẫn còn sống. Agamani, 26 tuổi, một trong ba con tin trong video, đã bị bắt cóc ở lễ hội Nova khi đang đi cùng với bạn trai. Còn Itai Edvisky thì bị bắt cóc khi đang thăm gia đình ở Kibbutz Beri từ nhà riêng ở Tel Aviv. Trước đó tháng 12 năm 2023, hàng trăm người biểu tình ở Tel Aviv để kêu gọi chính phủ giải cứu con tin sau vụ binh sĩ Israel bắn nhầm ba người bị giam ở Gaza. Những đám đông lớn tập trung tại giao lộ Kaplan ở Tel Aviv và gây cản trở giao thông khi họ tuần hành về phía trụ sở quân sự Kiria của lực lượng phòng vệ Israel IDF. Người biểu tình kêu gọi chính phủ khởi động những nỗ lực giải cứu con tin đang bị Hamas giam ở Gaza. Thời gian của họ sắp hết, hãy đưa họ về nhà ngay bây giờ, đám đông hô lớn sẽ không có chiến thắng cho đến khi những con tin cuối cùng được thả. Người biểu tình cũng mang theo những tấm biển có ảnh, tên của con tin cùng thông điệp gửi đến họ, kêu gọi thả họ ngay lập tức. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi quân đội Israel thông báo binh sĩ nước này bắn chết ba con tin ở Gaza City vì xác định nhầm họ là một đe dọa. Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi đây là bi kịch không thể chịu nổi. Nhà Trắng cũng mô tả sự việc là nhầm lẫn bi thảm. Vừa qua, cơ quan tình báo Mossad của Israel cũng cáo buộc Hamas lên kế hoạch tấn công Đại sứ quán Israel ở Thụy Điển nhằm mở rộng hoạt động sang châu Âu. Theo hãng tin Reuters, sau khi chính quyền Đan Mạch, Đức và Thụy Điển thông báo các vụ bắt giữ hồi tháng trước, Mossad đã nêu tên một thành viên được cho là thuộc mạng lưới Hamas ở Thụy Điển, nhưng không nói rõ liệu người này có bị giam giữ hay không. Tuyên bố của Mossad cho biết, một cuộc điều tra đa quốc gia đã nhận được thông tin rằng mạng lưới Hamas nhận lệnh từ một nhóm chỉ huy ở Liban và có ý định tấn công đại sứ quán Israel ở Thụy Điển, mua dù lượn, kích hoạt các thành viên của các nhóm tội phạm ở châu Âu. Hiện chưa có phản hồi từ Hamas về cáo buộc này. Trước đây nhóm này cho biết chính sách của mình là chỉ tấn công vào Israel, bờ tây và giải Gaza, các vùng lãnh thổ mà họ mong muốn là thuộc nhà nước Palestine. Bộ ngoại giao Thụy Điển từ chối bình luận về vấn đề an ninh này của đại sứ quán Israel, nhưng cho biết Thụy Điển rất nghiêm túc trong thực hiện cam kết của mình theo công ước viên để bảo vệ các cơ quan đại diện nước ngoài. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.